Rồi kiểm một nhá. Phần hình này, phần quan hệ song song, phần quan hệ, quan hệ song song. Ok chưa? Quan hệ song song. Rồi trong phần này ấy, cho mày nhớ thầy lại, nhớ lại cho thầy những cái quan trọng cơ bản nhất thầy sẽ nói rất đúc kết thôi, không nói quá nhiều. Cái đầu tiên cho mày nhớ lại cho thầy ấy, là cái gì? Là chứng minh. Mày muốn chứng minh đường thẳng A song song với B. Nhớ nhá. Ở đây là muốn chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng. Thì về cơ bản mình có cách một này. Cách một là mình dùng ta-let. Ta-let. Nhưng mà nhớ nhá, mày muốn dùng ta-let thì phải ép được, ép được AB. Nhớ là ép được AB vào một cái tam giác. Nhớ nha. Mình muốn dùng ta-let thì mình phải ép được AB vào một tam giác. Thì nhớ lại một chút này, là tam giác mình có hai kiểu, bây giờ hai kiểu ta-let như sau. Kiểu xuôi. Kiểu xuôi. Đây là ABC. A BC. Đây là MN chẳng hạn. Nhớ không? MN. Thì mình có là gì nhỉ? Mình có là MN song song với BC. Đúng không? Khi thì khi là gì em nhỉ? Là AM chia cho AB bằng AN chia cho AC bằng gì mấy đứa? Bằng MN chia cho B BC. Hiểu không? Kiểu xuôi hoặc kiểu ngược, kiểu đồng hồ cát. Đồng hồ cát. Đúng không nhỉ? Kiểu đồng hồ cát là kiểu đây này, đây là kiểu A, B, C, M, N. Thì hay gọi đồng hồ cát đấy, tức là một cái vỉnh lên trên ấy. Thì mình cũng có là M, N, song song B, C. Tương tự thôi à? Song song B, C. Thì mình sẽ có là gì nhỉ? Là mình có là khi và chỉ khi luôn là A, M chia cho A, B cũng bằng AN chia AC và bằng gì nhỉ? Bằng MN chia cho BC. Ok, đây là kiểu ta-let. Nhớ nhất là mày muốn dùng được ta-let thì chắc chắn mày phải làm gì? Cho vào tam giác. Nhớ như vậy. Muốn dùng ta-let thì phải cho vào một tam giác. Nhớ nhé. Thì tư tưởng nó là như thế, không quá khó. Ok không? Còn cách số 2, cách số 2 phổ biến là mình dùng bắc bắc cầu. Bắc cầu. Thì đi thi nó dễ lắm cho mẹ, đi thi chỉ một cách hai thôi. Bắc cầu là A mà song song với B. A song song với C. Thì kéo theo nghe là gì? Kéo theo nghe là gì nhỉ? Là B song song với C. Nhớ là trong trường hợp là ABC là phân phân biệt. Nhớ như thế nhé, cái này phân biệt. Hiểu không? Bắc cầu. Đó. Nhắc lại một chút cho mình nhớ lại song song vì hình lâu lắm mình không gặp, không học cái hình này. Đi thi thì nó có ba ý đấy, cái ma trận thì gửi cho mày rồi nó rất là rõ ràng đấy, thì mình sẽ luyện theo ba ý đấy. Hôm nay luyện thì nó khá dễ thôi, nó không không có tỷ số khó đâu. Tỷ số khó thì buổi sau mình sẽ ôn lại kỹ hơn, khi cho mày nhớ rồi mình sẽ ôn tỷ số sau. Mình coi cái số 2 nhé, cái số 2 cho mày nhớ lại cho thầy này là chứng minh đường thẳng, chứng minh là đường thẳng delta song song với alpha. Đấy, nhớ nhé, đường song song với mặt thì khi và chỉ khi, nhớ về này, là khi và khi là gì? Là delta delta song song với a, và a nó phải là con của gì nhỉ? Con của alpha. Hiểu vấn đề không? Nhìn vẽ này, nhìn vẽ. Đấy. Đây là alpha nhé, đây là delta, đúng không? Thì đường thẳng A như thế này. Đường thẳng A nằm ở đây. Ok mày được. Nhớ nhá. Là như vậy. Ok chưa? Và cái thứ ba cho mày nhớ lại cho thầy là chứng minh alpha song song beta. Tức là hai mặt phẳng song song khi nào, cái hệ này nó khá là dài. Khi thì khi là gì? Nhớ thầy này là chỉ ra là A song song với cả beta, B cũng song song beta. Trong đó A và B là con của alpha, và A và cắt B. Hệ này khá dài nhé, cắt B.
Tức là gì? Nói bằng lời này, nói bằng lời cho dễ hiểu nhé. Tức là gì? Tức là chỉ ra hai đường cắt nhau trong alpha mà nó song song với cả b beta, nhớ như thế. Đây là nói bằng lời như vậy, chỉ ra hai đường cắt nhau trong alpha mà nó trong b beta, thì hình ảnh nó như thế này, mà hình ảnh nó sẽ như thế này. Đây là, giả sử đây là alpha, đây là beta, đúng không? Thì trong này thì phải chỉ ra hai đường AB này, hay là đây là đường A này, hay là đây là đường B này, đã cắt nhau tại Y, hiểu vấn đề không ạ? Mà hai đường này cắt song song với alpha là được, nếu như thế. Ok chưa? Mình sẽ ôn lại hết nha, từ dễ đến khó cho mày nha. Hôm nay mình sẽ làm tầm 6-7 bài thôi, từ dễ đến khó. Coi như nhớ lại luôn, nhớ lại cho thầy một chút, không quá căng thẳng. Ok chưa nhỉ? Chết xong chưa mày đó? Đây là cách chứng minh hai mặt phẳng song nhé. Thì cái này lát sẽ dạy trình bày luôn. Chúng mày bài đầu chúng mày chỉ nghe thầy nói thôi nhé, để quen lại cách trình bày. Cách trình bày. Còn bài 2 thì mày sẽ tự tự làm. Hiểu không nhỉ? Trình bày một kiểu. Nào, thế giờ cái định lý phải nhớ này, trong cái chương này định lý quan trọng nhất là định lý này, là định lý giao tuyến song song. Định lý giao tuyến chứa yếu tố song song, chứa yếu tố song song. Tức là gì? Là nếu giả sử nhá, điểm A là điểm chung của alpha, điểm M đi cho nó gọn, điểm M là điểm chung alpha beta, trong alpha thì có A xong rồi B, trong đó là A thuộc alpha, B thuộc beta. Thì còn nhớ không? Thì khi đó sẽ có là gì nhỉ? Là alpha giao beta sẽ bằng mx. Mx mình hiểu là đường thẳng đi qua m song song với a và cũng song song với cả cả b. Nếu như thế nhá. Ok. Thì cái này để mình tìm giao điểm. Dùng cái giao tuyến này để tìm giao điểm, kiểu như vậy. Ok chưa? Sẽ thầy một xíu nha. Cố gắng học online ở nhà thì nghe cho kỹ, thầy cố tình học dạy on để cho chúng mày có cái xem lại đấy. Chứ học off chúng mày trôi tuột 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 tuột. Ok chưa mày được? Dễ hơn khó nha, xong chưa? Nào, bây mình đi vào ví dụ 1 nhé. Nhớ lại cho được một chút này. Ví dụ 1. Ví dụ 1 đầu tiên là bài 1 đi. Bài 1. Bài 1 này như sau, thầy cho hình chóp S.ABC, bài khá dễ, ABCD có đáy là hình bình hành, được chưa mày? Được rồi, bây giờ gọi này, gọi MNP là trung điểm của SA, AB và CD. Câu 1 này, câu 1 là chứng minh giống cái khung đế cương thôi nhé, giống khung khoa trận đề đấy. Chứng minh là MN song song với SBC. Cái loại này đi thi là loại nhìn thấy ngay cho mày ạ, không phải lo, loại nhìn thấy ngay nhé. Cái ý số 2 là chứng minh là MNP song song với cả SBC.
Và ý số 3, nhớ thầy, là tìm điểm Y bằng MNP là SD. SD ra với cả MNP. Ok. Đó, vẽ lên ngoài đi một chút. Là lại bài đầu tiên cho nhớ lại cách làm nhé. Nhớ lại cách làm và trình bày lại cho thầy. Đó. Đây là MNP. MNP. Nào vẽ một chút nhé, một phút nữa để chưa? Không cho mày được. Nào bây giờ nghe lại một chút nha. Nhớ lại cái chứng minh này. Câu 1 nghe lại cho nhớ này. Ai quên rồi thì nghe lại nha. Chỉ nghe thôi. Câu 1. Mày muốn chỉ ra MN song song với SBC, tương tác một chút nha. Thì mày mục tiêu là gì? Là phải chỉ ra là MN đúng không? Song song với một đường ở trong SBC. Đường nào cho mày nhỉ? Đường nào? Thấy ngay. Cái loại này đi thi chắc chắn là loại thấy ngay cho mày ạ. À? Vẽ hình phát thấy ngay song song. Thì mình thấy ngay đường nào nhỉ? Đường nào là mấy đứa quá ngon, xin là đường S, SB thì mình chỉnh ra nhé. Mày nghe này, mày muốn chứng minh MN sau đó SB thì nhìn lại một chút này, phải rất là chậm rồi. Mình có hai cách, cách một là cách Tallet, tức là phải cho vào tam giác. Cách thứ hai là cách bắc bắc cầu. Thì bây giờ nghe nhé, mình nhìn thấy này, MN và SB cùng ở trong cái tam giác SAB không, thì mình sẽ có là tỷ số là như này, tỷ số là AM chia AS bằng AN chia AB bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 à? Tức là đường trung bình đấy. Vậy chia nghe là gì nhỉ? Chia nghe là gì? Là mình có là MN song song với cả S, SB. Mà mặt khác, mà mình có là SB là con cái gì nhỉ? Con của gì? Con của SB, BC. Vậy tóm lại mình sẽ có nghe là gì? Là MN song song với gì nhỉ? SBC. Ok, đây là câu đầu tiên nhá. Vâng. Câu số 2 này. Câu số 2. Chứng minh MNP song song với SBC. Em nhận thấy nhá. MNP với cả SBC, ý tưởng này là trong MNP đúng không? Mình phải làm gì? Chỉ ra hai đường cắt nhau mà hai đường đấy cũng song song với cả SBC.
Nào chúng mày thấy hai đường nào nhỉ? Trong MNP phải chỉ ra hai đường cắt nhau, hai đường đấy song song với SBC là hai đường nào mày nhỉ? Nhìn thấy không? Nào. Hai đường nào trong MNP nhỉ? Mà song song với SBC. Hai đường nào mày nhỉ? Thấy ngay, thấy ngay, thấy ngay. Bài khá dễ. Đường là gì đây? Phải đến nhà đường gì đây? Đầu tiên là đường M, MN này. MN song song với SBC chưa? Rồi vừa chứng minh. Đường thứ hai đường nào mày đứa? Đường thứ hai chính là đường NP. NP. Nhìn thấy không? NP song song với cả B, BC. Thế mình sẽ ghi như sau nhé. Mình có MN xong rồi này. Mình sẽ ghi mình có là gì? Mình có như sau. Mình có nhá. Mình có là gì nhỉ? Là MN là trung điểm của AB. P là trung điểm của CD. Vậy tóm lại mình sẽ có là gì nhỉ? Là thằng NP là đường trung bình của hình bình hành ABCD. Nghe này, mày có đường trung bình của hình thang thì cũng có đường trung bình hình bình hành thôi. Vậy chia nghe này thì có là gì nhỉ? Là mình có NP song song với cả B, BC. Mà mặt khác, mà gì nhỉ? Mà BC là gì? BC là con của gì nhỉ? Con của SB, BC. Vậy chia nghe là gì? Chia nghe là NP của thầy sẽ song song với cả gì nhỉ? Hơn với cả SBC. Đây là hai nhé. Rồi mình có hai đường nhưng mà ghi này. Vì vì MN NP thuộc S à, thuộc MNP, thuộc MNP và MN giao NP bằng N, nó hơi dài một chút. Nó đây là cái số số 3. Số 3. Vậy khi đó từ 1 2 3. Từ 1 2 và 3 mình chia ngay là gì? Mình ta có là gì? Ta có là gì nhỉ? Là MNP. Đúng không? Xong rồi gì em nhỉ? Xong rồi gì? S, B, C. Ok, chơi mày được ạ. Thế thôi. Đường trung bình. Đây. Đường trung bình của hình bình hành. Ok, chơi mày được. Dễ không? Dễ không? Ok, chơi mày được. Tóm lại nhá. Mày muốn chỉ ra hai mặt song song thì ý tưởng là gì? Là trong MNP mình chỉ ra hai đường cắt nhau mà hai đường đấy cũng song song với cả SB, EBC. Hiểu vấn đề không nhỉ? Khá là dễ thôi. Ok mày được. Nè. Ổn không? Ổn không? Chứng minh này, cách trình bày nhá, cái châm hiểu này. Học online ở nhà cố gắng học nghiêm túc nha chúng mày nhé, đừng đừng ngồi chơi nhá. Khánh hiểu không? Không, Khánh hiểu Có ạ. không? Ừ. Thấy câu số 3 nhá, nghe câu số 3 này. Câu số 3. Nhìn như này. Tìm giao điểm của SD và MNP thầy bạn dạy rồi. Về cơ bản mình có rất nhiều cách, hoặc là mở rộng, hoặc là ba bước, nhưng mà đi thi nhé để cho nó biết tránh bị điểm oan ấy. Quy trình ba bước. Bước 1 này. Bước 1. Màu vàng là nháp nhé, màu vàng là ý tưởng này. Bước 1 chỉ ra SD là con cái gì đấy, còn nhớ không? Bước số 2 là gì em nhỉ? Bước số 2 là gì? Là lấy cái gì đấy giao với gì em nhỉ? Giao với gì? Giao với cả mặt phẳng đang xét là mặt phẳng MNP. Được chưa? Và bước số 3 sẽ là gì nhỉ? Bước số 3 sẽ là gì? Là trong cái gì đấy. Trong cái gì đấy đúng không? Mình sẽ gọi Y là đường thẳng SD giao với cái ba chấm, giao với giao tuyến này này, ba chấm. Rồi suy ra ngay Y chính là gì nhỉ? Chính là SD giao với cả MNP. Ok mày được. Như vấn đề này, cái ba chấm là cái gì thì em nghe thầy nhé. Mình phải chọn được mặt phẳng chứa SD mà nó dễ tìm giao tuyến với MNP nhất. Chúng mày thấy mặt nào nhỉ? Mặt nào chứa SD mà dễ tìm giao tuyến với cái này nhất? Mặt nào ở mày đó? Thế ngay. Mặt nào nhỉ? Mặt nào mày đưa? Mặt nào? Mặt nào mà chứa SD? Chứa SD là cái này này. Mà dễ tìm giao tuyến với MNP nhất là mấy đứa?
Họ là tương tác thì cho vui nhé, mình đấy nhé. Chính là mặt gì đây? Mặt S, A và D. Bây giờ nghe nhé. S, A, D này. Nào, với MNP, điểm chung đầu tiên trình bày này. Điểm chung đầu tiên là điểm gì đây? Điểm M. Đúng mấy đứa? Điểm M thuộc SAD giao MNP nha. Đúng mấy đứa? Bây giờ nghe thần chú nhé, thần chú này, thần chú này. Chung điểm M mất đi. Thằng này còn lại thằng NP không? Nháp đấy nhá. Thằng này còn lại NP chưa? Thì SAD nhá, chung điểm M thì mình sẽ mất đi SA. Còn nó như vậy không? Mất đi SA thì còn lại gì? Còn lại AD và còn lại S, SD. Thế bây giờ đố cho em biết mình sẽ ghép cái gì với cái gì? Ghép NP với AD hay là SD hả mấy đứa? Rồi. Ghép NP với AD hay SD. Còn nhớ không? Đúng rồi. Mình sẽ ghép NP với cả AD lý do ở trong đấy nhưng mà nghe nhá. Bình thường ấy là nó cắt nhau nhưng mà nghe này bài này này. NP của mình ấy song song với AD không? Kệ nó, mình sẽ ghi là gì? Mình có NP này. Lại có gì nhỉ? Lại có gì đây? Lại có là thằng NP song song với cả AD chưa? Đúng giao tuyến song song không? Mà mặt khác này có gì nhỉ? Lại có là NP là con của MNP này. AD là con của gì? SAD này. Đúng chưa mày đó? Vậy suy ra nghe là gì? Suy ra nghe là gì nhỉ? Là SAD. SAD giao với cả MNP bằng cái gì? Bằng thằng mới song song với cả AD song song với cả NP. Đúng chưa mày đó? Vậy đây xong rồi. Vậy trong gì nhỉ? Trong cái mới là trong SAD này. Cái đây sẽ là M MX. Ok, MX ở đây này. Đấy, MX đây. MX ở đây. Thì đây là chính là giao giao điểm Y. Ok chưa? Nhớ lại nhá, bài đầu tiên bài khá là nhẹ nhàng ấy, cho mày nhớ lại thôi. Nhớ lại cách làm, nó siêu dễ cho mày ạ, siêu dễ. Ngẫm nghĩ một xíu ấy là sẽ còn nhớ lại chưa? Mình xem mày khó hơn một chút. Hôm nay mình chưa ôn tỷ số nhé, mình đang ôn lại cách chứng minh thôi chúng mày ạ. Còn tỷ số thì chỉ có để buổi sau mình sẽ ôn tỷ số sau. Ổn không mày được? Nghe chưa? Thu Giang ok Có. không? Ừ. Ông Hoàng Anh hiểu này. Không khó lắm nhỉ. Ok, đi thi là đi thi về các bạn là như thế này thôi, chứ mày nó không không khó lắm, cái khó có tỉ số thôi. Nên mình sẽ luyện nhiều một chút cho nó quen tay. Và ví dụ số 2 nhá, xong chưa? Ví dụ số 2 này. Nhớ cái bài trọng tâm nhá, ví dụ số 2 kia thầy ạ. Là cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Ok chưa mấy đứa? Đấy là hình bình hành tâm O. Ok không? Rồi. Bây giờ thì cho như sau này. Hình bình hành tâm O đã mình có là gì? Gọi EF. EF là trọng tâm của tam giác ACD phải SCD. Được chưa? Rồi. Câu 1. Câu 1 là chứng minh
chứng minh EF song song với cả SAB. Câu số 2, chứng minh OMN song song với cả SBC. Ở đây với M là trung điểm của CD, phải N là trung điểm của SA. Và câu số 3 này là mình tìm, tương tự nha, tìm giao điểm của SB giao với cả HEF. Ok không? Ở đây với H là trung điểm. H là trung điểm của A, AB. Ok chưa? H là trung điểm AB. Rồi, cho 3 câu làm mình sẽ quen. Nhớ cách hạ trọng tâm không? Là mình phải xem là hai tam giác chung nhau cạnh nào thì mình sẽ hạ từ đấy xuống. Có hiểu vấn đề không nhỉ? Làm thử một chút nha, thầy vẽ hình coi gợi ý cho mày luôn đấy. Làm thử một chút xíu xem ra không. S A B C D. Rồi, tâm O nhé. Tâm O ra hai đường chéo. Làm thử một xíu cho thầy nha. Nhớ mà làm là được, đừng có chơi. Thầy vẽ coi như gợi ý cho mày đấy nhé. Gợi ý rồi đấy. Đi thi câu 1 là câu nhìn thấy ngay chứ mẹ. Là câu nhìn thấy ngay. Tức là vẽ hình xong phát mình thấy ngay cái gì xong rồi cái gì luôn. Chắc chắn là như thế. Còn loại không thấy ngay thì loại khó thì tính sau. Mình thật dạy rồi đấy. Xem lại vở cũng được. Thử xem 3 phút nữa để chữa nha. Cố gắng làm 6 bài nhé. Cố gắng.
là câu đầu tiên cho mày thấy EF nó song song với cái gì em nhỉ? EF song song với cái gì? Thấy ngay. Mày muốn chỉ ra EF song song với SAB đúng không? Thì phải chỉ ra là EF song song với một đường trong SAB. Đường nào hả mày đứa? Nào. EF song song với đường nào trong SAB nhỉ? Thấy ngay. Ok. Ok rồi. Cái loại này loại vẽ hình phát thấy ngay song song luôn, không thấy nhiều. Vẫn nhìn như này này, vẽ hình cái thấy ngay là ES song song với SA đúng không? Nhưng mà chứng minh song song kiểu gì thì nhớ đây này, mày muốn chứng minh song song dùng Talet thì phải cho vào tam giác không? Thì mày đây là ES và SA cùng thuộc SAM không? Vậy mình sẽ có tỉ số như sau này, là ME chia cho MA nó bằng MF chia cho MS bằng bao nhiêu em nhỉ? Bằng bao nhiêu? Trọng tâm chia là 3 phần chưa? Thì cái này sẽ là 1 phần mấy nhỉ? 1 phần 3. Thì tức là mình chia ngay là gì? Chia ngay là gì đây? Là mình có là EF song song với cả S, SA. Mà mặt khác, mà SA là con của gì nhỉ? Con của S, A và B. Vậy chia ngay là gì? Chia ngay là EF song song với là gì nhỉ? S A B. Nhớ mày được. Con S A B chưa? Rồi. Câu số 2. O M N, đây là N đây này. O M N. Nào nhìn thấy O M N. O M N. Đó. O M N. Mày muốn chỉ ra nhá, đánh bóng cho dễ nhìn này. O M N. Này OMN đây. Siêu dễ rồi. Mình muốn chỉ ra là OMN song song với SBC đúng không? Thì ý tưởng này là trong OMN mình phải chọn ra hai cạnh cắt nhau mà hai cạnh đấy cũng song song với SBC. Thì cho bạn nhìn hình vẽ này thấy ngay hai cạnh nào nhỉ? Chắc sẽ biết nào. Nhìn hình vẽ thấy ngay hai cạnh nào? Là mày được. Thế hai cạnh nào nhỉ? Muốn chứng minh OMN xong rồi SBC đúng không? Là trong OMN phải chỉ ra hai đường cắt nhau mà hai đường đấy cũng xong rồi SBC. Hai đường nào mày được? Chắc phải biết hai đường nào. OMN. Ánh ok các bạn khác. Rồi chung ok. Thế thôi, đấy, xong rồi đấy. Việc nào ok. Rồi thế là chúng mày chứng minh đi, trình bày một chút xem nào. Tập trình bày nhá. Tập trình bày đi 1 phút nữa thì chữa. Rồi mày đã ok rồi, tập trình bày đi xem nào. Tập trình bày, nhớ lại không? Nào, trình bày nhanh nhá, trình bày nhanh này, trình bày ơi, trình bày nhanh nhá, mình có là gì? Mình có là ON song song ON song song với cả SC, nhánh ngắn gọn thôi giải thích luôn. Vì sao? Vì ON là đường trung bình của tam giác gì nhỉ? Tam giác gì? SAC. Hiểu không? Và mình có là SC là con của gì? Con của SBC. Vậy suy ra ngay là gì nhỉ? Suy ra ngay là gì? Thế mình suy ra ngay là gì nhỉ? Là ON song song với cả SBC. Kiểu này là một nhé. Rồi cái thứ hai này, chứng minh tương tự, mình cũng có là OM song song với cả SBC. Tương tự nhé. Chứng minh tương tự, chứng minh tương tự. CMTT. Rồi gọi đây là số 2. Nhưng mà chưa xong đâu. Mà vì OM cái này hơi thừa thãi này, ON là con của OMN đúng chưa, và OM
giao on bằng điểm o, tức là khẳng định cắt nhau chúng mày ạ, phải cắt nhau nhé. Còn đây là số số 3. Vậy từ 1 2 3. Từ 1 2 và 3 ta có là gì nhỉ? Là OMN. Song song với là gì? Song song với cả S, B và C. Ok chưa? Ok mấy đứa. Rồi, sang câu số 3. Quên, đứa nào quên rồi ấy thì thầy khuyên lại là ghi cái khung ra. SB giao với cả HEF nhá. Bước 1 này. Chúng ta tự làm thì không chữa, phải ghi cái khung thôi. Là SB là con cái gì đấy. Bước số 2 là tìm cái gì đấy giao với cả gì nhỉ? Giao với cả HEF. Và bước số 3 là trong cái gì đấy mình gọi điểm K chẳng hạn bằng đường thẳng bắt đầu là SB giao với cái ba chấm, cái giao tuyến này này. Đúng chưa? Mình sẽ nghe K chính là SB giao với cả HEF. Nào, cái vấn đề chúng mày tự làm cho thầy xem là cái ba chấm là cái gì? Cái ba chấm là cái gì? HEF ở đây. H đây. HEF. Vẽ màu đỏ nhé. Vẽ màu xanh rồi, mộng mơ. HEF đây. Đó. HEF. Rồi, HEF, xem nào. HEF, SB là con của cái gì mà dễ tìm giao tuyến với HEF nhất? Để ý đến yếu tố song song nhé. Theo ma trận đế, nó bảo là tìm giao điểm chứa yếu tố song song thì phải để cho thầy mặt nào mà có cái song song ấy. Đấy. Hai phút nữa để chữa nha. Biết thử xem nào. Ba bài đầu mình sẽ cho cái khung giống hệt nhau cho mày nhớ các bước làm đã. Đi thi thì về cơ bản là cái bài dễ, nó khung sẽ như thế này cho mày ạ. 3 điểm đấy, đừng có bỏ nha, đừng có bỏ. Đừng có bỏ ý nào cả. Nào, cho thầy biết cái ba chấm mới chọn là cái gì em nhỉ? Cái ba chấm chọn là gì? Có ai nhìn ra chưa? SB là con mặt nào mà nó dễ tìm giao tuyến với HEF nhất? Mặt nào đây? SBD à? SBD. SBD không ổn lắm. SAB. Ok, SAB thơm hơn. SAB ổn hơn chúng mày ạ. SAB nhá. Rồi ok. SAB này. SAB, ok chưa? Nào. SAB nhá, đầu tiên này. Điểm chung đầu tiên trình bày này. Điểm chung đầu tiên SAB với HAF là điểm H. Điểm chung đầu tiên chưa? Là con thuộc SAB ra với cả HEF, chuẩn không mấy đứa? Cái thứ hai thần chú nhá, thần chú này. HEF thì còn lại EF đúng không? Đúng chưa? SAB SAB thì chung điểm H rồi thì vứt AB đi. Còn lại là SA và SB thì đố cho em biết mình sẽ ghép EF với cạnh nào? SA hay SB? Cả mấy đứa? Mình sẽ ghép EF với SAB, đúng rồi.
EF mình sẽ ghép với SA đúng không? Vì sao? Vì EF và SA, nhìn này, SA và EF cùng ở trong SAM chưa? Nhưng mà để ý này, mình lại có để ý là EF song song với SA không? Bài vừa chứng minh trên này này, chứng minh ở đây còn gì nữa? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Mà khác này lại có gì nhỉ? Là EF là con của HEF không? Đúng không mấy đứa? SA là con của SAB chưa? Vậy tóm lại mình có giao tuyến là gì nhỉ? Giao tuyến là gì? Tức là mình sẽ có là SAB giao với cả HEF, nó sẽ bằng thằng HX song song với EF và song song với cả SA. Ok, bây giờ trong gì nhỉ? Trong SAB này. Đấy, đây là thằng HX này. Xong. HX kiểu gì, vẽ kiểu gì? Đây, HX đây chúng mày ạ. Đây chính là HX này. HX nhé. Đấy. Đúng không? Thì đây chính là sao? Đây HX này. Đây là HX. Đúng chưa? Thì đây là chính là sao? Giao điểm. Gọi đây là điểm điểm K. Ok. Qua hai ví dụ cho mày nhớ lại cách làm chưa đã? Nhớ nhớ lại chưa? Mình làm ba câu na ná nhau cho mày quen quen dạng bài nhé. Phải nhớ mới làm được bài khó. Nguyệt, ok không Nguyệt? Có ạ. Duy Anh ok không? Có. Vũ Trang ổn không? Có. Rồi, thế bây giờ bài số 3 nhé. Xong chưa mấy đứa? Check đi. Một phút nữa thì chuyển sang bài mới. Thầy cố tình cho buổi hôm nay online này cho mày có video xem lại đấy. Có quên thì xem lại video cho nhớ nhé cho mày nhé. Các cách làm đúc kết ngắn gọn rồi. Còn buổi sau của họp thì sẽ làm mày khó một chút. Gần thi rồi đấy, chăm chỉ lên. Mình đừng có lười. Mày lười không ổn đâu. Ok nhá. Xong ví dụ 3 nào. Ví dụ 3. Là cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, có đáy là hình thang với đáy lớn AD song song BC và AD nhá bằng 2BC. Ok chưa? Gọi MN là trung điểm của AD phẩy SA. Ý một, chứng minh cho thầy là thằng CM song song với cả SAB. Ý thứ hai là chứng minh thằng CMN là BMN, thằng BMN BMN song song BMN song song với cả SCD. Câu này cũng khá dễ thôi. Và câu số 3, ba câu khung như nhau nhé. Còn những bài sau thì cho một hai ý thôi, không cho hết cả bài ý đâu. Là tìm giao điểm của SB giao với cả SB giao với cả CMN. SB ra với cả CMN. Ok. Rồi. Hình thang nhá, đáy to bằng hai đè vé thì dạy rồi đấy. Là mình sẽ vẽ cái đáy to vào trong. Bao giờ cũng vậy, vẽ đáy to vào trong. Được chưa? Vẽ đáy bé ra ngoài. Vẽ như thế thôi.
Làm nhanh như thế nha. Nhớ trình bày logic cho này một chút nha. Trình bày CM xong rồi SAB ấy, thì cho mày vẽ hình xong phát thấy ngay cạnh song song rồi. Đúng không? Thấy ngay song song rồi. Đấy. Quan trọng là chúng mày trình bày kiểu gì thôi. Kiểu như vậy. Không dùng được talet thì bắt cầu hoặc mình hành thì mình hành gì đấy. Tùy một trong những cách đấy. À, nhưng mà xem một xíu nhá. Chứng minh kiểu gì? Là 3 phút để chưa? Tương tự như này kia đúng không? Không khó lắm. Nào, chúng ta một chút nhé, chúng ta này.
Nào, câu số 1 nhé, mình trình bày kiểu gì? Bây giờ mình nhìn thấy ngay này, nhìn thấy ngay đúng không? Là mình muốn chỉ ra CM song song với SAB đúng không? Thì mục tiêu là gì nhỉ? Chỉ ra CM song song với một cạnh trong SAB, cạnh nào ở đây nữa? Thế ngay cạnh AB nhưng mà chỉ ra kiểu gì? Thì mình nhìn nhé, nhìn này, nhìn cái CM song song với AB mình chưa có sẵn đúng không? Nhưng mà nhìn để ý một chút là thấy CM AB là hình bình hành không? Mà muốn chứng minh hình bình hành nhá thì là một cặp cạnh đối song song với nhau là được, thì mình sẽ có như sau, mình có BC song song bằng một nửa của AD không? MAM BC cũng song song với AM. AM bằng gì nhỉ? Cũng là một nửa của gì nhỉ? Một nửa của A AD. Đúng không mấy đứa? Vậy tóm lại mình sẽ có là gì? Tóm lại mình sẽ có là gì nhỉ? Là BC song song và bằng AM. À, BC song song bằng AM, tiếp mình sẽ có là gì nhỉ? Mình sẽ có là gì đây hả mấy đứa ơi? Là mình sẽ có là ABCM là hình bình hành. Vậy tức là sẽ có là gì hả mấy đứa? Mình sẽ có là gì đây? Mình sẽ có là gì? Là CM song song với cả AB. Đúng chưa? Mà mặt khác, mà AB là con của gì? Con của SAB. Vậy siêu ngay là gì? Siêu ngay là CM song song với cả SAB. Ok chưa? Đó, cái đầu tiên. Hiểu không mấy đứa? Ok nhá. Rồi, với cái số 2 này, cái số 2. Bây giờ mình muốn làm gì nhỉ? Chỉ ra gì đây? Chỉ ra là BMN đây, BMN đây. BMN. BMN song song với SCD, tức là mình phải là gì nhỉ? Chỉ ra là gì nhỉ? Hai đường trong BMN song song với SCD, hai đường nào mấy đứa? Thấy ngay hai đường nào? Hai đường nào trong BMN song với SCD? Thấy ngay nhỉ? Chúng mày thấy ngay đường nào không? BMN hai đường nào mấy đứa? Đường đầu tiên là đường B BM này, song song với CD không? Hình bình hành. Và đường hai là đường M MN. Vậy trình bày một chút nhé. Trình bày mình có này, mình có MN song song với cả SD, một góc bên cạnh đường trung bình của tam giác gì nhỉ? Tam giác gì hả mấy đứa? SAD. Nhìn thấy chưa? Mà mình có là SD là con của gì? SD là con của gì nhỉ? SCD. Vậy tóm lại móc vào là gì? Móc vào sẽ là gì hả mấy đứa? Là MN song song với cả SCD. Có đây là một. Mình có cái thứ hai này. Tiếp theo mình có là BC DM là hình bình hành. Đúng không mấy đứa? BCDM là hình bình hành. Thế mình sẽ suy qua ngay là gì nhỉ? Hình bình hành. Vậy suy ngay là gì? Suy ngay là gì nhỉ? Là thằng BM song song với cả thằng C CD. Mà mặt khác CD là con của gì mấy đứa? Con của SCD. Vậy tóm lại mình sẽ có là gì nhỉ? Mình sẽ có là gì? Là BM song song với cả SCD. Gọi đây là số 2. Vì vì nhá. BM MN là con của gì em nhỉ? Con của BMN. Đúng không? Và mình có là gì? BM giao MN bằng điểm M. Gọi đây là 3. Vậy từ 1 2 3. Từ 1 2 và 3 ta có gì nhỉ? Ta có gì? Là BMN song song với cả SCD. Ok mấy đứa, ngon chưa? Thơm không? Còn câu số 3 này, câu số 3 cho mình nhìn như thế. Câu số 3 nhé. Câu số 3. Tìm giao điểm của SB và CMN. Nào, nhìn cái khung này cho thầy cho nhớ này. Bước 1 là SB là con cái gì đấy? Nhớ chưa? Bước số 2 là gì em nhỉ? Là lấy cái vừa làm tìm được giao với gì? Giao với cả cái CMN. Đúng không? Bằng cái gì đấy trình bày nhá. Và bước số 3 là trong cái gì nhỉ? Trong cái ba chấm. Đúng không? Mình sẽ gọi gì nhỉ? Gọi điểm H chẳng hạn bằng gì?
bằng đường thẳng đâu, đường thẳng là SB ra mấy cái giao tuyến. Vậy CAH chính là gì đây mấy đứa? H chính là gì nhỉ? Chính là SB ra với cả CMN. Nào, cho thầy biết nha, cái ba chấm là cái mặt nào? Chúng ta chọn ba chấm là mặt nào? Ok, Yến ok. Tú Anh ok. Ba chấm mặt nào cho mày nhỉ? Mặt nào đây? Có quen thuộc rồi. Ba chấm mặt nào đấy nhỉ? Mình nhìn thấy mặt nào không? Ba chấm đấy chính mặt gì nhỉ? Mặt gì đây? Mặt S, A và B. Đây là S, A, B nhá. Chỉ mình ngay này. Điểm dễ đầu tiên này. Điểm dễ đầu tiên nhá. Là điểm N đúng không? Là điểm chung của gì nhỉ? Chung của gì? S, A, B. Ra với cả gì nhỉ? Ra với cả CMN. Đúng chưa mấy đứa? Cái thứ hai này lại có là gì nhỉ? Lại có là gì? Là CM song song với cả AB không? Mà có lại có gì nhỉ? CM là con của gì? Con của CMN. Và mà cái thứ hai này là gì nhỉ? Và AB là con của SAB. Ok chúng mày. Vậy móc vào cho này sẽ sinh ra thế là gì? Là mình có là SAB giao với cả CMN bằng gì? Bằng thằng NX song song với AB song song với cả C, CM. Đây thì NX đây, đây đây chính là gì? Đây chính là SAB này. Đúng không? Đây chính là thằng N, NX này. NX cái vẫy kiểu gì? Đây NX đây. Song song với AB. Hiểu cho mày. Thì đây chính là điểm cần tìm. Đây chính là điểm điểm H. Ok, nhớ lại cách chứng minh cho mấy đứa. Nhớ lại chưa? Nhớ lại chưa đã? Đấy. Đây là ba cái bài cơ bản cho mày quen lại. Chúng mình đi thi thì nó về cơ bản nó sẽ như thế thôi, không hơn được chúng mày ạ. Không hơn được, nhưng mà mình luyện thì mình cứ luyện khó một chút cho nó quen tay. Mình thi thì nó rất là dễ. Xong chưa, để sang bài mới nào. Vẫn ok không? Nó lên một xíu nhá, lên một xíu nhá. Hiểu ok không? Hiểu. Dung Nhi hiểu không đây? Có. Ừ. Minh Trang ok không? Nói. Ok, nào nâng một xíu nhé, bài này nâng lên một chút này. Thầy không cho bài ý thì cho hai ý thôi nhé. Hai ý thôi. Nào, làm cho thầy bài tiếp theo. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Thử một chút nha. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O, phẩy gọi M là trung điểm của SO, phẩy điểm N thuộc BD sao cho là BN bằng 3 lần ND. Ghi hết giả thiết rồi nha. Phẩy P là trung điểm của BO và Q thuộc SB sao cho là SQ bằng 3 lần QB. Rồi câu 1 là chứng minh MN, con này dễ hơn một chút này, song song với cả SAD. Thấy ngay thôi. Và câu số 2 khó một chút là chứng minh là AMN song song với cả CBQ. Rồi ok, để xem nào. Thử một xíu nha.
Ăn thử một chút nha. Rồi, mời nào. Tôi lên khá dễ rồi đúng không? Thấy ngay, gọi thấy ngay. Để cho 5 phút làm thử. Làm thử một phút nhá, ba phút nữa được chưa? Đầu tiên thì ngon rồi đúng không? Nhìn vào tỷ số của nó thì mình nhìn tỷ số. Vừa cách nó chia tỷ lệ nha, cách nó chia tỷ lệ mà đoán thôi.
Cái đầu tiên cho mày thấy là MN ấy, MN sẽ song song với cạnh nào trong SAD cho mày nhỉ? Cạnh nào? Nhìn thấy không? MN sẽ song song với thằng nào trong SAD nhỉ? Đi thi gặp lại này thôi. Ok, thằng SD đúng không? Nhưng mà nghe nhé. MN và SD nó nằm trong tam giác SOD không? Mà M là trung điểm của SO chưa? Thì buộc N phải là trung điểm của OD. Nhưng chính là kiểu gì? Vậy mình có nhé. Mình có là gì nhỉ? Mình có là thằng DN bằng 1 phần 4 lần của DB không? Đúng không đã? 1 phần 4 để nguyên này. MDB bằng bao nhiêu DO nhỉ? DB bằng 2 lần DO không? Thế bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 của DO. À, tức là em có siêng ngay là gì? Mình siêng ngay tỉ số là gì nhỉ? Là mình có là ON chia OD cũng chính là OM chia OS và 1 phần 2. Tức là thằng này mình xem mình có là gì, là mình có là N là trung điểm của OD chưa? Chuẩn không? Rồi, vậy xem mình có là gì? Là mình có là MN song song với cả S, SD. Mà mặt khác, SD là con của gì nhỉ? Con của gì? SAD. Vậy tóm cái vé lại, mình sẽ có là gì nhỉ? Là mình sẽ có là MN song song với là gì mày đấy, con mày gì với cả SA đi. Ok là chưa rồi nhá. Thì câu số 2 hơi khó một chút, câu số 2 nghĩ một xíu kia nào. CPQ CPQ với cả AMN, CPQ với cả AMN nào, CPQ với AMN. AMN đây, mình bóng lên cho dễ nhìn. Còn CPQ CPQ với AMN, nhớ là mình phải chỉ ra là hai đường cắt nhau trong mặt này nó sát sang mặt kia là được, hiểu vấn đề không? Nhìn vào tỷ số nhé, nhìn vào tỷ số của nó là được, cố gắng bám vào tỷ số thôi. À, có ý tưởng cho mày đây. Có nhìn ra bài này làm mày được. Cách nào cạnh nào? Đây là thường EZ. Đấy, xanh. Ở bài này vẫn là bài dễ thôi, nhưng mà cạnh nào xong cạnh nào em nhỉ? Nhìn hình vẽ. CPQ nào? Hai cạnh của CPQ xong với AMN. Hai cạnh nào của chúng mày đây? Nhìn một chút hai cạnh nào. CQ song song với cả CQSD BC và AN. Nào bây giờ thử một chút nha, thử cạnh đầu tiên mình thấy ngay này. Bây giờ nghe nhá. Thầy đoán là cạnh cạnh đầu tiên là cạnh như này, cạnh này.
nhìn một chút nha, là cạnh QP với cạnh MN. Nhưng mà mình nhìn này, QPMN ấy mình không thể ép nó vào tam giác được, đúng không chúng mày? Khi mà mình không ép vào tam giác được thì mình sẽ cho nó bắc bắc cầu, bắc cầu thông qua thằng S SD. Mình có MN sang thằng SD chưa ở bài trước? Vậy bây giờ mày muốn này, mày muốn là chỉ ra PQ đúng không, xong rồi SD đúng không, thì mày nhìn nhá cho thầy nhá, PQ và SD ở trong tam giác SBD chưa, đúng không? Vậy mình muốn song song phải có ta led, vậy mình sẽ có ngay này, mình nhận xét một chút nha, nhận xét một chút là gì nhỉ, P là trung điểm của BO, tức là sẽ có là gì nhỉ, là BP bằng một nửa của BO. Mà mặt khác nhá, mặt khác mình sẽ có là gì nhỉ, BO là một nửa của BD, đúng không? Tức là bao nhiêu nhỉ, phần tư của gì đấy, phần tư của B BD. Thế xưa mình sẽ có suy nghĩ là gì nhỉ, mình có là BP chia BD bằng PQ chia BS bằng bao nhiêu, một phần tư. Thế giờ suy nghĩ là gì nhỉ, suy nghĩ là gì, là QP song song với cả S SD. Mà mặt khác là SD, SD lại song song với gì nhỉ, song song với cả M MN. Vậy tóm lại mình sẽ có là gì nhỉ, tóm lại mình có là gì đây, mình có là gì, mình có cái quần hiệu gì đây nhỉ, là mình sẽ có là QP song song với cả MN. Mà MN là con của gì, con của AMN, đúng không chúng mày? Vậy tóm lại mình sẽ có là xuyên ngay là gì nhỉ, là QP song song với cả AMN. Ok, một đường rồi nhá, một đường đúng không? Nhưng mà đường thứ hai hơi khó một chút này, đường thứ hai nhá, mình nhìn thấy ngay là đường gì, mình nhìn thấy ngay là đường CP với cả AN. Nhưng mà nghe này, CP với AN nhé, à nó là hai đường chéo đúng không? Nhưng mà nghe này, PN cắt AC tại O chưa, để nghĩ nghe ta lấy đồng hồ cát không, mình sẽ có như sau, mình sẽ có nhé là gì, mình sẽ có này là thằng OA chia OC nó cũng bằng là ON chia OP bằng một, không chúng mày? Đây này, OP bằng ON mà bằng một của đều phần tư BD hết đúng không, bằng một. À vậy theo ta lét đảo thì mình sẽ có là gì, mình sẽ có là thằng CP song song với thằng A AN. Và mặt khác mà AN là con của gì nhỉ, con của gì, AMN. Tức là mình sẽ có là gì nhỉ, mình sẽ có là gì đây, là mình sẽ có là CP song song với cả AMN, đúng chưa? Có đây là hai, vì vì cái gì, vì vì CP QP là con của CPQ và CP giao với cả QP bằng B, gọi đây là cái số 3. Vậy từ 1 2 3, từ 1 2 và 3 ta có gì nhỉ, ta có gì đây hả mấy đứa, CPQ song song với cả gì, AMN. Ok, hiểu không? CPQ con này AMN. Thôi nhá chúng mày, ổn nhá. Đấy, cũng không phải khó lắm đúng không? Trong tầm kiểm soát được, nó cho trong tầm kiểm soát được. Ok chứ chúng mày ơi, ổn không? Không quá khó đúng không? Đấy. Nói chung là talet nha, mình sẽ làm khó ra một xíu, talet thôi, nó là talet chúng mày ạ. Không có gì cả. Câu chuyện đơn giản. Ok nhỉ. Nào, nốt bài nữa nhá, nốt bài nữa, nghĩ thử một xíu là bài này cũng khá là hay, không phải. Nhưng mà hiểu không? Yến bữa hiểu này, cái nhìn ta lét thôi. Thánh Linh hiểu được không? Nhìn ta lét nha. Có. Ừ. Mai hiểu không, Mai? Phạm Mai ấy, hiểu Có. không? Ok, thế bây giờ mình sang cái ví dụ cuối cùng nha. Nhanh ăn cơm này. Ví dụ số 5 mình sẽ có như sau. Chơi như thế nhé.
Ví dụ 5, cho hình chóp, đáy là hình hành. Tâm là y. Đó, tâm y. Tâm y đây là S, đây là A, B, C và D. Rồi câu đầu gì cứ đơn giản rồi, bắt đầu câu trẻ con này phải làm nhanh cho thầy. Đi thi theo ban trận đề không giao tuyến, nó mình cười chứ cứ tưởng giao tuyến chẳng có giao tuyến. Đi gọi MN trọng tâm đó là ABC và ABI. MN trọng tâm tam giác ABC ABI. Rồi. K trên SB sao cho SB bằng 3SK. Chứng minh MNK. Ok, NAC. À thôi. Cách vẽ trọng tâm dễ rồi đấy, là phải tìm cạnh chung để mình hạ xuống, hiểu vấn đề không? Tìm cạnh chung để hạ xuống là được. Đấy, khôn khéo như thế. Tìm cạnh chung để hạ xuống, bài này khá ok, không không khó lắm. Các bạn không? Năm phút nghĩ thử nhé, mình chữa. 5 phút. Câu đầu tiên là câu cho điểm rồi mình không nói đúng không? Câu này là câu số 2 thôi. Nhìn cho thầy xem hai đường nào song song là được. Muốn song song thì chúng ta let thôi. Đa số là ta let hết. Xem.
Có ý tưởng này chắc là tương tác với nhau một chút nha. Chúng mày thấy hai cạnh nào song song là được. Thường những bài này là đi thi ấy, là thấy ngay song song rồi. Chúng mày là hai cạnh nào thôi. Thế vẽ hình là coi như gợi ý cho mày rồi đấy. Còn đi thi cho mày tự vẽ hình là khó hơn. Bây giờ như chúng mày nào, có ai có ý tưởng chưa? Câu 1 mình viết nhanh một xíu nhé, câu 1 nó khá là dễ thôi đúng không? Là câu 1 này. Câu 1 là SAB, viết nhanh thì không trình bày chi tiết nhé. Ra đây là SCD. Nó sẽ bằng cái SX đúng không? SX song song với cả AB song song với cả C, CD. Còn ý số 2 này. Ý số 2 là SAC ra với cả SBD. Chính là cái gì nhỉ? Chính là cái S. SI. Ok nhé, thì không chỉ mấy cái này. Cái này quá dễ rồi. Câu số 2 cho mày thấy hai đường nào không? Bây giờ sẽ gọi H nhé, vì là ABC và ABI nhìn này, ABC nhìn cho mày nhìn thấy nhé. ABC với cả ABI chung nhau thành AB chưa? Rồi, vậy mình sẽ gọi trung điểm H, H là trung điểm chung của hai cái. Thì mình sẽ gọi là gọi H gọi H là trung điểm của AB. Thì em nhìn nhé, thằng đầu tiên thầy thấy là thằng gì? Thằng KM song song với cả S, SI. Nhìn thấy không? KM song song với SI. Hiểu vấn đề không nhỉ? Nhưng mà KM và SI nhé, thuộc SBI không? Thì mình sẽ có như sau này, mình sẽ có nhé. Cái đầu tiên này, mình có là BM chia BI. À, M là trọng tâm ABC không? Thì BM chia BI là 2 phần 3 không? Đúng cho mày, đúng 2 phần 3 chưa? Bằng gì em nhỉ? Bằng gì ở mấy đứa? Bằng BK chia BS cũng là 2 phần 3 không? Vậy thì mình sẽ có là gì nhỉ? Là MK song song với SI. Mà SI là con của SAC. Vậy tóm lại em có gì? Em có là thằng MK song song với cả SAC. Một phát. Đúng chưa? Phát nổ thứ hai này là em thấy nhá. À, thằng thứ hai thì thấy thằng AC, MN với AC. Lý do. Chúng mày nhìn thấy thằng thứ hai là thằng nào không? MN với AC hoặc là chúng mày có thể chọn thằng khác cũng được. Tùy chúng mày. Là thằng hai thằng nào ở mấy đứa? Cho mày nhìn một chút để chữa hay hơn.
Coi như ra thành hai chưa? Đây này, thằng thứ hai nhìn không nhìn thấy à? Thằng thứ hai thằng MN với cả A, AC, nhưng mà AC mình không nhìn toàn cục. Mình chỉ nhìn một mẩu AC thôi. Em thấy nhá, MN nằm trong tam giác HIC chưa? Có đúng không? Thì rất là MN, bây giờ mình sẽ ghép cả I, IC, bây giờ mình sẽ có như sau này. Mình sẽ có là gì nhỉ? Là HN chia cho gì nhỉ mấy đứa? HN chia cho HI. Đúng không? Bằng gì em nhỉ? Bằng HM chia cho HC không? Bằng bao nhiêu mấy đứa? Bằng bao nhiêu? HN chia HI, N là trọng tâm rồi đúng không? Thì sẽ có là gì nhỉ? Bằng 1 phần mấy? 1 phần 3. Thế em có là gì nhỉ? Em có là gì? Là MN sẽ song song với cả I, IC. Mà mặt khác, mà IC là con của gì? IC nó là con của gì nhỉ? Con của SAC. Vậy tóm lại em có là gì nhỉ? Là MN song song với cả SAC. Phát nổ thứ hai. Đúng không nhỉ? SAC. Thế đấy thì ngon, thủ tục thôi, bước qua thủ tục thôi. Mà mặt khác, văn văn vở này. Mà mình có MN và MK thuộc cái gì em nhỉ? Thuộc cái gì mấy đứa? MN, MK thuộc MNK. Đúng chưa? Và MN giao MK bằng bao nhiêu? Bằng điểm M. Đây là cái số 3. Vậy từ 1, 2, 3. Thế mình sẽ có là gì? Ta có là gì? Ta có là KMN. Nó sẽ song song với gì em nhỉ? Song song với gì? LAC. Ok. Bài này cũng khá là hay, không khó lắm nhưng khá là hay. Nhiều cái tỉ số. Ổn được không chúng mày ơi? Ổn không này? Quỳnh Anh ok không Quỳnh Anh? Đó. Cái vấn đề là buổi hôm nay buổi khá dễ, chúng mày xem video lại cho thầy một chút. Vinh ok hôm nay? Không thể nói gì. Xem lại buổi video nhé. Thi ba câu đầu nó chỉ như thế này thôi, không thể hơn được. Còn những buổi sau mình sẽ ôn theo thứ tự vào, ôn một chút câu khó, câu tỉ số nữa cho quen. Không quá khó. Tỉ số là buổi sau nhé Vinh nhé. Buổi sau mình sẽ học tỉ số. Rồi, ok. Huy ok không? Mấy thằng con trai không biết học không, ngồi chơi game này nghi lắm bọn này. Yến Như Vi ổn không? Yến Như Vi Có. xem một xíu đi cho mày xem, chắc là chưa ổn thì hỏi. Xem một xíu nha, chưa ổn thì hỏi luôn. Nó không quá khó, quan trọng là cái hình nó hơi hơi bé, là nó hình khó nhìn. Hình hơi bé một chút là hơi hơi khó nhìn. Như vậy mà nói chung là thấy cũng khá ổn. Yến bự hiểu chứ? Tú ok không Tú? Ổn không? Cái này cũng tạm, người đi thật. Mấy ông con trai chắc là thấy băn khoăn gì không? Minh của ông Minh. Có. Cố gắng xem lại video nhé. Thế thôi. Buổi sau vẫn ôn số cho mày nhé. Thế là nghỉ đi cho mày cho nó sớm sủa. Nghe Không thầy. à, sao. Bye bye. Thầy nha. Ừ. Ok mẹ.